Chào mừng các em đã quay trở lại với kênh Thủy Vũ Vlogs. Chúc các em một ngày mới vui vẻ nha. Thank you.
Cảm ơn các em đã theo dõi video. Video xin được kết thúc tại đây. Các em đừng quên nhấn đăng ký, nhấn like, nhấn chia sẻ, nhấn chuông để nhận được thông báo khi có video mới nha. Tạm biệt và hẹn gặp lại các em.